cái sự phát triển của Việt Nam mình nó rất là thần kỳ. Cái thần kỳ ở chỗ với một cái thời gian quá ít, 20 mấy năm thôi, mà chúng ta đã vượt mặt, đã trường mặt ra cho thế giới biết, trường mặt ra Liên Hiệp Quốc, trường mặt lên tất cả thế giới. Và ngay bây giờ chúng ta đang ngủ uống cà phê ráo tán dóc đây, thì tất cả các nước trên thế giới đều có những sự bất ổn về nền chính trị. Và khi họ bất ổn về nền chính trị thì họ lại lấy cái cờ Việt Nam họ lấy ra. Cái lý do tại làm sao họ đem cái cờ mình ra là bởi vì sao? Giống như là Việt Nam là một ngọn cờ đầu để mà giải phóng một cái sự ách nô lệ. Bởi vì thường thường ta có theo nơi nào có đấu tranh là nơi đó có biểu tình. Mà ngược lại, tao sửa lại, nơi nào có đấu tranh là nơi đó có cái lá cờ Việt Nam. Há, kỳ vậy đó. Đùa cười vậy đó. Ok. Bây giờ con có hai vấn đề. Chú nói xong rồi con có hai vấn đề đặt ra. Là vấn đề thứ nhất là chú nói là khi sang đó là thấy hào nhoáng hào hoa. Có phải chăng có một số người Việt sang đó mắc bẫy, gọi là mắc cái bẫy thiên đường không? Hầu như ai cũng mắc bẫy. Mắc bẫy thiên đường? Bởi vì họ, mà cũng nói một cách gì à? Có làm thì mới có ăn. Không ai mà không làm mà tự nhiên mà có ăn cả bao giờ. Họ thấy vậy nhưng thực chất không phải vậy. Anh muốn như vậy, nói một cách đơn giản lắm rồi. Mỹ là tiền. Mỹ là tiền. Có nghĩa là anh qua bên đó, nếu anh có job làm, tức anh có công bằng việc làm, anh có quyền mua đủ mọi thứ. Đó là một cái bẫy ngầm mà từ nhiều ít người nhận ra. Lúc nào họ cũng show, họ cũng nói, ừ qua bẫy sướng lắm. Tao muốn cái iPhone, tao muốn cái nhà, tao mua rất là dễ. Nhưng mà khi anh mua xong anh làm gì? Anh phải cầm lưng anh trả nợ. Họ không nghĩ tới cái chuyện đó. Sau khi mà thậm chí có nhiều người ra đường ở rồi, có nghĩa là họ vung tráng quá tay. Rồi bẫy thiên đường đấy, à, đấy ra đường rồi luôn. Mẹ bà nói lương thì có mười mấy đô một giờ thôi mà mua cái nhà 400-500 ngàn rồi iPhone vàng dòng nát cái tới đó là nó có một cái nó gọi là thẻ tín dụng, gọi là credit card. Anh vung ra ví dụ như cái thẻ đó cho anh 20 ngàn đô mà anh không biết tự lượng sức mình, tháng làm có 1 ngàn mấy đô thôi, anh chơi mẹ nó đồng hồ 3 ngàn đô tiền nên trả, anh mới chứa nợ, phải không? Gọi là bảy nợ đấy, bảy nợ đó là bảy nợ, mà bảy nợ từ nhà cho đến vật dụng cần thiết, đồ trang trí, rộn về nhà cửa, nói chung là toàn là bảy nợ hết. Anh bị gài vô một cái thế mà anh vô tình anh không biết, mà anh chẳng phát giác được. Người ta hở ra cái nói được, quá rồi ta đâu có biết được thế. Anh biết, anh cũng không dám nói nữa. Nó hẳn là như vậy. Hầu như tất cả mọi người dân Mỹ đều bị bóc lột tinh vi. Nó một cách là tinh vi, bởi vì khi họ xài họ đâu có biết đâu. Lấy cái tiền là bảy 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 thiên đường ấy. Bảy là bảy nợ đó. Trong cái bảy con nói từ bảy thiên đường là có nhiều cái bảy nhỏ. Ví dụ này, cái này chú nói là cái bảy nợ là một trong một cái bảy nhỏ, bảy con của bảy thiên đường. Thì cái này con từ sáng tạo nha, sáng nay tự nhiên mới nghỉ ra chứ con cũng không có. Nếu nói sai mọi người thông cảm nha. Bắt đầu chào cái này, chào Thanh Tuấn, chào Mạnh Hùng, chào Nguyễn Văn Hùng, chào mọi người nhá. Rồi bây giờ thế này để phân tích cái này. Ví dụ cái này cũng là một cái bảy nhỏ, một cái bảy con trong bảy thiên đường. Sang đó là cứ nghỉ nó là sang Mỹ là không làm cũng có ăn. Rồi là làm biếng. Nó không chịu làm một cái công việc gì nhất định hoặc là tập trung để vào một cái chuyên môn nào cho rõ ràng, hoặc là cũng không chịu khó vào hàng xưởng để mà tập trung làm một cái việc dù có khó khăn vất vả cũng phải theo đuổi một công việc để một ngày được về hưu như chú. Thì có nhiều người là hỏi là cứ nghỉ sang đó là ở nhà nước chu cấp, nhà nước Mỹ là cho rồi tài trợ tất cả mọi thứ, sinh ra là cứ mơ ảo như thế làm biếng. Để nghỉ nước Mỹ thiên đường sang đó để làm việc nhẹ hưởng lương cao. Bây giờ có nhiều người là cứ nghỉ thế thì vào hàng xưởng hoặc vào một chỗ nào đó làm việc thiếu kiên nhẫn, thiếu nhẫn nại, thiếu trung thành và thiếu tập trung. Có nhiều người bỏ việc, mà có nhiều người bỏ việc thì đến già thì cũng không có lương hưu, không có có tài sản. Thì cái đó là cũng theo con nghĩ đó là một cái bẫy. Chú phân tích cái đó thôi. Cái đó thì nó cũng một phần nào thôi, nhưng có cái điều là như vậy. Nếu khi là nếu mà không làm gì cả mà để tiền lương hưu thì không có, là bởi vì khi anh đi làm anh đóng thuế cái chứng chỉ 40 điểm thì anh mới được quyền lãnh lương hưu. Còn những người nào mà không có làm con mẹ cả thì lãnh lương hưu không có gì có. Chỉ 65 tuổi anh được hưởng tiền trợ cấp gọi là qua phe đó, tiền ăn đó, đã khá tiền ăn. Thì cái tiền đó thì sau 65 tuổi anh bắt đầu có, ai cũng có cả. Nhưng mà nó có một cái chỗ này, có nghĩa là khi anh lãnh tiền qua phe anh ăn á,
à, thì anh không được đi quá 29 ngày từ 18 qua khỏi nước Mỹ. Nếu anh đi quá 29 ngày là nó cắt đường, nó cắt không cho anh ăn. À, còn ngược lại những người mà lừa lãnh lương hưu á, như tao á, thì ngược lại đi toàn bộ trên thế giới, đất nước nào cũng đều có, cũng đều lừa lãnh cả, bất cứ như thế nào, nó khác gì từ đó. Và đứng tên tài sản. Đúng rồi. Đây là lãnh lương hưu thì mình muốn mua cái gì mình mua đứng tên tài sản. Đúng rồi, không, nó cũng vậy thôi, cho cái điều anh, nếu mà anh lãnh tiền qua phe đó thì anh ra khỏi nước Mỹ thì nó sẽ cắt, nó không điện thoại, nó không chấp nhận cho anh nữa, nó không cho anh ăn tiền nữa. Nhưng mà nếu mà anh tiền qua phe có được đứng tên nhà không? Không, tức là không được, không được quyền đứng tên nhà, không được quyền đứng tên xe và không được quyền đứng tên ngân hàng. Toàn bộ anh phải vô sản thì anh mới được cái đó. À, ý mình nói bốn hạt, nhưng nếu mà đứng tên là mất tiền qua phe. Đúng rồi, tức là có nhà là tức khi anh đứng tên tức là anh đã có nhà, anh có nhà là anh giàu rồi. Đó, tức là có là thành ra anh qua phe là gọi là không có mẹ gì hết, là những người vô sản. Đúng rồi, mà người vô sản là chỉ người cộng sản, có đang nói cái chỗ đó. Đồ quá, người vô sản thì cộng sản là giàu thấy mẹ luôn. Người vô sản anh tiền qua phe mà chỉ người cộng sản. Người vô sản ở Việt Nam mình nó lấy tiền nó đốt tao chết luôn. Đúng rồi, con đúng không? Đúng rồi. Còn YouTube á, con thấy mắc cười. Tôi mấy người nói tôi vô qua phe, tôi qua phe thật. Mà lại đi tôi là vì cuộc đời tôi lý tưởng là chống cộng, mà là trong lúc rồi mình là vô sản. Vô cái vô sản của nước Mỹ nó ngược đời với cái vô sản của Việt Nam. Cái vô sản Việt Nam mà là người cộng sản, ta gọi là vô sản chân chính. Ngày xưa trong cái lý thuyết đó ta không biết rành lắm, nhưng mà ta chỉ buồn cười là cái vô sản ở Việt Nam mình nó lấy tiền nó chết rồi nó đốt tao chết rồi nó tắt. Còn vô sản của Mỹ á, là anh được hưởng tiền qua phe là anh không có một mẹ gì cả, anh không làm chủ một cái gì cả, anh không làm chủ được nhà băng, anh không làm chủ được xe, anh không làm chủ được nhà thì mới gọi là vô sản. Mà vô sản thì anh mới được hưởng cái tiền qua phe, đó là vậy đó. Thành ra mà khi đã gọi là qua phe rồi thì coi như không có còn mẹ gì cả, đi cũng không được, đi quá 29 ngày là nó cắt. Thành ra coi như là mà nó ngộ lắm, mà đi không được là tức là chửi thế thôi. Mà chửi biết chửi ai giờ, ngon chửi nhà nước Mỹ đó, không chữ Việt Nam thôi, đúng một người chứ đó. Bác Hồ nói là dân giàu nước mạnh xã hội công bằng, thì nếu mà nói dân giàu nước mạnh thì đâu có phải là vô sản nữa. Đúng rồi, đó là ước mơ của bác, là ai ai cũng có cơm ăn, ai ai cũng được học hành, và dân giàu nước mạnh. Thì như vậy ở đây là đảng cộng sản chứ không phải là người dân buộc phải vô sản. Đây là một đảng thống nhất, một đảng lãnh đạo thuộc giai cấp công nông, chứ không phải là bắt buộc cứ phải là đảng cộng sản, phải là người cộng sản, phải là vô sản là không có tài sản. Có cái này nè. Đó là một cái vấn đề mà người ta đã hiểu sai. Tao nói cho mày nghe cái điều này. Không mắc cỡ và cũng không phiền hà, bởi vì tao thì phải, tao là người dân mà uống chi, tao cũng đã coi như là người Mỹ gốc Việt, không phải là người, bây giờ tao đổi là tao là người Việt gốc Mỹ, không phải người Việt. Người Việt theo đại khái là coi như đi du lịch đi, cho rằng vậy đi, không có cái gì bất cỡ cả. Chúng ta không biết, chúng ta siêu dục, siêu ta tánh ta kỳ lắm, tánh ta hơi thường thường có cái dấu hỏi, không bất cỡ tánh mà ta cuộc đời ta là tao thì phải, tao không biết cộng sản là cái gì, không biết, mà tao không biết đảng là cái gì cả luôn, tao rõ ràng gì đó. Bởi cái cơ cấu chính trị của một cái quốc gia mà nếu mà đảng thì thầy tao không biết mày, nhưng mà không khe tao lên Google, tao điều tra, tao học hỏi, cái chuyện nó không đơn giản, không có gì cả. Biết, tao có cái tánh à, biết thì nói, mà không biết thì ngồi nghe người ta nói. Đó, khi nào biết thì lên phát biểu, không biết thì đừng lên phát biểu. Bởi vì khi chúng ta không biết mà chúng ta phát biểu sai á, thì chúng ta là bị mang tiếng, chúng ta bị chửi, tức là nhẹ. Còn không là chúng ta là đủ mọi thành chuyện rồi, thành là truy tạc, mình không thích gì đó. Và phải hiểu cho nó tường tận, nó rõ ràng. Rồi, chào bố đã xong rồi, chào Tân Tộc nha, chào mọi người nha, chào Đường Tộc nha. Rồi ý cái này cho ta nói là sáng cái đề tài ta phải bám sát đề tài để nói chuyện cho nó dễ, rồi lòng kiên định 40 năm ở Mỹ dù cũng phải được tuyên truyền, cũng được và thống lên gọi là đất nước thiên đường, cũng đi làm ở Mỹ, gia đình cũng sống ở Mỹ, nhưng mà trong tâm là tư tưởng không hề bị lung lay, không có đổ thừa. Đủ thừa là mình chịu thôi chứ không có đủ thừa. Và chúng ta nãy giờ ta nói là có nghĩa là khi chúng ta biết trái phải, đâu là đúng đâu là sai, là chúng ta cứ thế mà con đường chúng ta đi thôi, chúng ta không khe.
À, còn cái chuyện mà tôi nói thì nghe, ở nước Mỹ thì nó có nhiều cái buồn cười, rồi có những người qua vài năm thôi mà nó có một phong trào là chống cộng theo kiểu theo mốt á, có nghĩa là để cho nó dễ hòa nhập, bởi vì anh không chống cộng, anh vào trong cái phú cái gì cái khu phố Bocha, chúng ta không còn được, là bởi chúng ta thành ra chống cộng hùa, chống cộng hùa mà chống cộng theo kiểu mùa á, để chi tao mày giống nhau mà đừng mày đừng quấn tao, tao với mày giống nhau là cái gì mà mới qua cái 2-3 năm thôi, ví dụ vậy mà sao chống mùa 40 năm chống mùa, chống mùa tao đâm đó, đánh tàu khác. Sao 40 năm bắn hùa theo đám đó? Không, tao đó là cái điểm mà rất là quý chú. Ở 40 năm bên đó, nó có phe, có phái, có đảng, có đúa tu lùng lung đâu, có hồi, có nhóm, gọi là chống cộng, gọi là như thế mà chú vẫn không hùa hả? Không, có góp tiền cho tụi nó chống không? Còn lâu, một sen, một xu mà không có. Quên mà quên góp mà. Đó, đương nhiên rồi, từ thường cái nhớ người bên đó mà bên đấy là từ ca nhạc bên Cali đó, từ ca nhạc từ các cái là từ răng nệ quần chú hoặc cái gì là đều có cái thùng đó, để làm chi, để người ta coi như là cái quyên góp để mà ủi gạo để cái nhưng chứng gì cứ bỏ vô túi nó ăn hết à, khổ lắm mệt, ta không có được bị lừa gạt mấy cái chuyện rùi bu vậy đâu. Thế khổ lắm, để mua súng đạn về để lập quốc mà gì đấy, trời ơi nó lập đâu, lập vô túi nó ăn nó chơi ở rồi làm gì, toàn là dân ba đạo không à, khổ. Đó là ý con sáng này, cái đề tài là lòng kiên định, dù cũng bị tuyên truyền, cũng bị lôi kéo, gọi là cũng bị hùa, sống trong cái sóng hùa mà mình không hùa, cái đó mới gọi là kiên định. Còn mà hùa chào Hào Nam nha. À, rồi chào Hào Nam. À, còn mà mình hùa theo tụi nó thì con không ngồi chung chơi chú đâu nha. Okay. Nếu mà chỉ cần một lần hùa không chơi đâu. À, bây giờ đổi đề tài đi, sắp sửa tới đây còn 2 ngày nữa thì ông Joe Biden tổng thống Mỹ qua thăm Việt Nam. À, thì theo tôi tìm hiểu đây là những nhận định cá nhân thôi nha, không có dính líu gì cái chuyện của nhà nước nha. Thì đầu tiên thì ông đi qua Ấn Độ, ông đi hội nghị các nước ASEAN, cái các tay đó phải không ta? Không ra các ta đi rồi xong rồi. Đi rồi á. Xong tháng 7 là họp rồi. Rồi, cho nên thì đi thẳng luôn ra đi luôn nè. Rồi, tiện đường thì bắt đầu mới đi qua ghé qua đây. Chứ không phải từ Mỹ mà qua Việt Nam. Không, Jakarta là ba phó tổng thống Kamala Harris thôi. Chứ không đi đang không đi. Thì những lúc gần đây những cái báo chí nước ngoài nó đồn thổi, nó làm đủ trò luôn. Nó đủ trò rồi, nào là này ký hiệp ước cái gì rồi toàn diện rồi tùm lum ta la, rồi trao đổi hoặc là phóng thích đoan trang hay cái gì đấy, khá là như vậy ta cũng không rành lắm, nhưng mà có một cái điều mấy người đó mà hình như là cái kiểu cầm đèn chạy chiếc ô tô, có nghĩa là ở đây mình chỉ nói theo cá nhân, cái nhà đây là cảm tính cá nhân, tao nói cá nhân tao, tao không có nói mà kiểu gì nhận định là tào lao, nhưng đây là ai bắt cái chữ tao thôi, cho tao không nói nha. Việt Nam với Mỹ hiện giờ là hai quốc gia riêng biệt và ai cũng có quyền, và thằng Mỹ đã từng nói một câu là không xen vào nội bộ của nước Việt Nam. Nó có thề rồi mà, nó có thề không biết ai thề thôi rồi, cái thề thôi rồi. Thế thì bắt mới gì là mỗi lần mà tổng thống Mỹ qua là báo chí nó có đồn ầm lên nào đủ thứ chuyện, mà chuyện có không biết có là không biết, nhưng mà nó hay chạy trước, nào là ký hiệp ước toàn diện đủ thứ luôn rồi. Theo tôi nghĩ chắc là chuyện nó không có đâu, bởi vì ở trong cuốn sách trắng của Việt Nam mình theo tao tìm hiểu thì có 40 không lợi dụng bên này đánh bên kia, không cho căn cứ quân sự của các nước nói chung thôi. Nói chung thì tao nghĩ là không bao giờ có gì đó, và theo cái tiên đoán của tao thì hầu như không có cái vụ ký hiệp ước mà cái gì đó đại khái là bao nhiêu tối cao, nó có 4 bậc phải không, chỉ có 3 thôi, không có bên 4 đâu, 4 là không có, thế là vậy. Còn cái thứ hai là tao phản đối cái này, là tao rất là bực mình nha. Nước Mỹ là nước Mỹ, nước Việt Nam là nước Việt Nam, hai cái chẳng dính líu với nhau cả. Cái mất mới thì mỗi lần mà tổng thống Mỹ qua tự nhiên Việt Nam mình ra phóng thích một em là một thằng hay là một con kia vậy, mất mới gì phải thả trời, căng hàng ông này ông kia hả, tự nhân cái tự nhiên xong cái đùng cái thằng nào ỉ muốn đi Mỹ dễ lắm, lên chống rồi lên viết báo rồi chửi là mất đường đi Mỹ. Đó là một cái tiền lệ rất là buồn cười. Mình thấy rõ ràng tao nói kỳ cục không? Thành ra tao nghĩ cái chuyện này cũng không có đâu. Mà có nữa là cái chuyện của mấy ổng tao không biết, mà tao thấy nó buồn cười ở chỗ
cái mỗi lần nó cái đợi bất cứ người nào mà qua Việt Nam mà ra cái đầu nó có lại thống thích thằng thì đủ mất cái dụng ý của cái đó là nó chỉ có sau này nó có những cái tiền lệ xấu. Thằng Mỹ là cái gì? Anh là một quốc gia, tôi cũng là một quốc gia, tôi với anh đều ngang hàng giống như nhau cả. Anh không được quyền xâm phạm vào cái chuyện nội bộ của Việt Nam thì Việt Nam cũng chẳng bao giờ đụng chạm với nước Mỹ. Thế thằng như vậy đó là nó như vậy. Thì có một cái mà tao rất ưa là bực mình là đổi là cái mỗi lần tổng thống qua hoặc ai qua là Việt Nam mình không thích, thứ nhất là nhân đạo, thứ hai là cái vậy bây giờ không thống ta không thả làm gì tao được không, mày có tội đất nước này bắt mày phải trả giá thôi, đơn giản vậy thôi. Ở nước Mỹ mới tức thì đây cái vụ lật đổ và vụ ở tiểu bang Washington á, thì cái nhà quốc hội á, đội nó bị tấn công vô năm 2001 nhà 21 á, thì có hai tên đã bị kết án rồi, một tên là 17 năm bên một tên là 7 năm à, về chủ đi ghép cho có tội lật đổ, âm mưu lật đổ chính quyền đó, bị tù rồi. Thế thì cái đất nước của mày đã có chuyện đó bà xảy ra chúng mày bị phạt tù, tại sao đất nước ta không được, lạ luôn không. Bây giờ tao nói là bây giờ tao bảo lãnh hàng đó qua Việt Nam mày cho không, Việt Nam mình bảo lãnh hàng đó qua Việt Nam rồi nhà nước Mỹ có cho không, đúng không? Như thế thì tại sao mà nước Mỹ qua đây mình phải phóng thích, tao thấy không có phóng thích còn mẹ gì. Nói chung là nước Mỹ nhiều khi cứ mang những cái đối tượng mà cả thế giới này anh chấp nhận được rồi. Chẳng hạn như cái thằng ăn trộm gà ăn trộm gà thì bị công an bắt, bắt đi tù, đi tù xong thả tù ra đi chống cự. Trộm gà buôn bán bạch kiến rồi hút xe. Đầu tiên là con nói cái thằng ăn trộm gà là thằng gì hú gà hú việt kia đấy, bính nói tên ra nói gì đây, ăn trộm gà công an bắt đi tù. Ăn trộm gà người ta bắt thì đúng rồi, cái ăn trộm mà cái tội ăn trộm mà rồi ra đây không hài lòng rồi chống cộng rồi chống tùm lum xuyên tạc. Nhưng mà giờ ghê lắm á, làm giáo sư nước Mỹ đó. Nước Mỹ thì giáo sư á, nhưng Mỹ gọi là thằng nước Mỹ đâu mà tệ đến thế chú. Thằng trời trộm gà mà cũng phong giáo sư nữa. Rồi giáo sư á, các đài ở bên Mỹ là mấy cái đài lớn, ví dụ như mấy cái đài YouTube á là cái sợ đó đó. Phong à, phong hả? À. Phong á, phong hàm được là giáo sư tiến sĩ á. Ghê rồi là gì thằng gì điêu cày điêu gì đó rồi cũng trốn thuế. Đó là gọi là tội phạm trong quốc gia. Rồi bây giờ phạm nhiều tội nhà nước kết tội rồi đi tù, rồi nước Mỹ rước sang bên, cái đó là một cái mà chắc con nghĩ toàn rước ba cái thằng tù tội mà có tội gọi là có tội tội phạm thích đáng ở đất nước này à. Ta nói cho bạn không phải riêng Việt Nam mình đâu, từ các nước như từ Cuba, từ Trung Quốc, nói chung là cả đều như vậy cả. Thì bởi vì mình mới gom nói một câu là nước Mỹ sau này mình thấy rõ ràng biến động rất là nhiều, xã hội rất là nhiều người bị giết, bị người bị bắn một cách vô tội vạ. Có những cái mình nghĩ là không bao giờ có ở nước Mỹ mà vẫn có như thường. Con giết cha mẹ, cha vợ giết chồng rồi tàn sát đẫm máu rồi giết người hàng loạt. Thì do đó từ mễ từ kia là cũng do đó mà ra. Có nghĩa là do những cái mà bất ổn trong xã hội á, mà hầu như họ rước toàn là cái thứ khi mà mình nói một câu dân tự dân Việt Nam đó, thứ là đâm cha chém chú và những gì đại khái giờ nó không có một cái gì gọi là đàng hoàng đúng của con người, cái gì nó cũng chứa hết, chỉ giờ hậu quả nó phải chịu thôi. Và bây giờ mình phải nói là tao cũng đang ngồi bốt lên và tất cả không những cái đài như thế nào đó, nó có những cái khoái mà trong xã hội Mỹ bây giờ mình không thể, nó phức tạp đến nỗi mình không thể nằm rồi. Thành ra bây giờ những người dân mà thuần chủng, mà người dân mà bình thường, người dân an bình thôi, người ta đi ra ngoài đường người ta cũng lo sợ, người ta cũng e dè, người ta cũng ái ngại, nên nó không được ung dung tự tại giống như người Việt Nam. Cái người Việt Nam mà bây giờ mà đi 1-2 giờ khuya, 3-4 giờ sáng vậy kia bình thường không có gì cả. Nhưng ở Mỹ thì chết ngay, lúc nào cũng lấp la lấp lét coi là có đi theo à không, bởi vì thằng nào bên Mỹ cũng có súng hết trơn. Cái mạng người nó rẻ quá, nó chỉ bóp coi là xong rồi. Thôi nói chuyện đó tao cũng quải luôn. Ở đây mình không chê bai nước Mỹ nha, nhưng mình mới nếu là ngay tại thời điểm bây giờ nước Mỹ nó hỗn loạn kinh khủng luôn. Thì con nói thế này nè, là cứ mỗi lần có một cái chuyến công du của các nguyên thủ quốc gia ở Mỹ sang thì trên mạng truyền thông có một cái số đăng tin đó là sang để thả bà này bà kia, ông này ông kia. Thực chất thế này nè, những kẻ mà đã phạm pháp, và đặc biệt là phạm pháp về an ninh quốc gia
chỉ cần nước Mỹ thôi, alo thang, cần phải tổng thống Biden thang đây đâu, chỉ cần nước Mỹ alo, tôi sẽ bảo lãnh cho cái anh cầu mà đi tu đó, người chính phủ Việt Nam thả liền luôn. Ba cái thứ mà sai không được nữa, trộm cắp rồi trốn này trốn kia rồi tu tội rồi, cần chứ phải là chờ đến tổng thống thang để mà tha chú. Quan trọng là bên Mỹ họ có bảo lãnh cho thang không thôi, thả hết. Nó khổ lắm mày ơi, nó có nhiều cái mình không thể ngờ.